Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy nắm tay anh cùng đi, đi cùng anh, đi cùng anh không thế giới. Hey Joe, và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với VFT của mình, và mình là Katorion VN. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với Katorion VN, và mới là Katorion VN, và đây là kênh Katorion VN mà. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đánh nhau máy nhá. Ok, hiện tại là nhà máy đang mới thì mình đang chơi tới cho máy để mình đánh đây. Ui dồi ôi, chết tôi rồi, đánh cho bị chế rồi. Giờ tôi mình cam lên đây. Bên đây mình điện. Ok, hiện tại là tôi đã chụp. Ui nó vô nó đánh mình kìa em ơi, buồn ghê, đánh đủ đào được mới đâu chứ. Ôi chạy tới đánh tiếp, không sợ đâu. Oh my god, mà rồi là không. Wow. Oh my god, quỷ thức tỉnh. Nó giống như là giờ giống như là mình do không bật Ali vô á nên mình đánh bị trúng á. Ngoài buồn quá đi mình ơi. Là tôi đánh trả bao nhiêu skill vô mà không cái gì hết, buồn ghê. Không đủ đam nữa chứ. Đấy, nhà máy sắp vừa thì đấy, không đủ đam luôn. Cây phết nhờ. Em mình xem nó sẽ bán giá gì đây. Giá gì đây. Giá gì. Trái gì? Nó bán trái gì? Bán trái gì? Mí. Như chết ta rồi. Ok, ok, ok. Chứ nó bán trái gì mình cũng không biết luôn. Ôi, nói chung là nhặt được đại hiện tại là sẽ vào hơi lắc à, hiện tại đã hơi bị lắc nha anh em. Nghe thanh niên. Nghe này nè, biết bắt cái gì nữa. Biết thái à. À thôi, hiện tại mình tắt cái tiếng này đã. Ok, thì hôm nay mình sẽ review trái Mochi Mochi. Trái này của Katakuri. Tại mình đang được top 1 server. Ok, thì ok, trước tiên là mình sẽ qua Crimson để mình có thể review trái ác quỷ Mochi Mochi của Katakuri. Ok, chúng ta sẽ coi hiện tại là mình đã lên vừa 916. Ok, mà mình đã cố gắng cày trái Mochi để mình có thể review cho anh em được chứ. Ui dồi ôi, cày nó cực khổ lắm anh em à. Anh em nhớ cho mình một like, một share, subscribe, và mình sẽ đánh con skin mình có thể nhận, để mình có thể nhận được tiền ép để mình thức tỉnh trái ác quỷ gì ta, à ác quỷ thức tỉnh Dika Awakening ảo chó sẹo chó. Ok, chúng ta sẽ có đánh mấy con NPC đi. Hiện tại là boss sẽ nó không có thì mình chúng ta sẽ có đánh con NPC. Hiện tại là mình đang dùng tộc thỏ, lúc trước là anh em thấy là mình dùng tộc thiên thần. Ok, mình đang cố gắng làm tộc thỏ V2 mà nhưng không được vì do cấp máy toxic. Ôi nó đánh mình cay tiếng chứ. Ok, thì đây là chiêu Z là anh em. Trước tiên là có cái bom mà anh em. Úi xồi ôi. Để coi, à một tí máu, đây là chiêu X nè anh em. Úi xồi ôi. Ok, đây là khi anh em bật khaki của sát không ăn được mình này. Hiện tại nó là khaki. Đây anh em PK này. Úi xồi ôi. À, này này mình cho anh này chưa về này. Ui chưa về nó sướng lắm anh em ạ. Rồi ôi. Em thấy chưa. Ui rồi ôi. Nó phê anh em ạ. À. Ui rồi. Hiện tại là mình đang farm mấy cái con này nha. Hiện tại là mình đang dùng mấy cái code X2 lúc đó mình đang giữ á. Nên thì mình đang farm. Mình chưa đang dùng, chưa dùng thôi. Là mấy cái code cũ rồi. Đạt. Đang đi trái Mochi. Ở trên này. Oh no. Lắc server rồi.
Ok, đây là mình có gì à? Mình để coi, mình có nhập cái code để reset bảng star này đại là mình nâng nâng cái defense là cao hơn. Với melee là đủ như này rồi, mình lên nữa nó ngu rồi. Đây, hiện tại là mình là 250, hiện tại là mình được 3.000 mà mình đã dùng mua tộc thỏ rồi. Chơi ngu mình là mong là có tộc người mà ai ngờ nó ra tộc thỏ thôi, buồn quá đi mưa. Ok, nâng defense và sở quốc gì chứ là mình chủ yếu là mình không nâng defense nữa và mình sẽ chủ yếu là nâng sở quốc và block food. Ok, mình cho anh em xem là đây là Haki con sát này, nó sẽ không đánh được mình nha. Đấy, đó hệ Logia khi anh em tắt Haki, đó nó sẽ đánh được mình. Đó. Anh em dùng lại nhá, đây là Z nè. Z nè. Wow, đây là chữ C nè. Còn đây là chữ B. Ui, do hiệu con bot nó đánh mình á, nên mình không thể, nên mình bị mất đam. Hiện tại server khá là lắc. Và đây, khi anh em dùng trái mochi, khi anh em dùng Haki con sát là hệ Logia nhá, anh em khó nhìn. Thì anh em trước tiên anh em dùng, anh em nhớ, anh em dùng trái mochi để hệ Logia, anh em cao nút E, anh em bật Haki con sát lên và anh em ấn reset. Reset đó đi anh em ơi. Anh em chạy tới con NPC nó sẽ bắt được anh em luôn. Ok, nhặt đi là đây đó, chắc chưa anh em rồi. Đây coi nè, dùng lại skill đâm nó sướng vãi trường luôn á. Anh em dùng trái mochi đâm nó sướng, nói chung là nó xíu rồi. Ok, và video trái mochi này mình sẽ kết thúc tại đây và mình sẽ cố gắng cày cái vừa để mình có thể đánh ái để thức tỉnh trái ác quỷ. Hiện tại đây vùng 1.100 nhưng mà hiện tại mình chưa nha. Ok, và tạm biệt tất cả anh em đó, và bye bye.